Khi học về kim loại, trước khi nghiên cứu về tính chất hóa học chung của kim loại thì chúng ta phải biết được cái mối quan hệ của kim loại đó, nó liên hệ gì với tính chất đặc trưng của kim loại. Thầy có thể viết cái quá trình cho nhận e của kim loại như sau. Đó là nguyên tử kim loại của chúng ta, thầy ký hiệu là M với số oxy hóa là 0, sẽ trong quá trình phản ứng sẽ lên số oxy hóa dương N, đồng thời nhường đi N electron. Từ cái quá trình này thầy có thể kết luận rằng kim loại M này có tính chất đặc trưng chính là tính khử. Và đây là tính chất quan trọng nhất của kim loại mà chúng ta cần phải lưu ý. Đây được coi là tính chất đặc trưng của kim loại, đã là kim loại thì sẽ có tính khử. Ở trong trường hợp này, ở bài học trước chúng ta đã nghiên cứu ở trong cái phần về cấu hình electron nguyên tử kim loại, chúng ta biết được rằng N ở đây chính là cái số oxy hóa của ion kim loại này, đồng thời nó cũng chính là số electron lớp ngoài cùng của nguyên tố kim loại. Và bây giờ các em vẫn còn nhớ đúng không ạ? Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tố kim loại nó sẽ bao gồm có thể là 1, 2 hoặc là 3e, tương đương với nó là hóa trị 1, hóa trị 2 và hóa trị 3. Tác dụng với phi kim, đây sẽ là tính chất hóa học chung đầu tiên mà chúng ta nghiên cứu trong cái phần tính chất của kim loại. Vậy thì kim loại có khả năng phản ứng được với các phi kim nào? Chúng ta hãy lược lại một lần nữa. Ở trong chương trình học của các năm học trước, chúng ta đã học những cái nhóm nguyên tử phi kim nào nhỉ? Ví dụ như ở lớp 10 chúng ta học về halogen và oxy lưu huỳnh. Ở lớp 11 chúng ta học về nitơ, phosphor và một nhóm phi kim đó là carbon và silic. Vậy thì cái phi kim đầu tiên mà chúng ta nghiên cứu ở đây đó chính là tác dụng với oxy. Oxy là một trong các phi kim mà có cái phần trăm tồn tại rất là nhiều ở trong tự nhiên. Chính vì thế nên ở trong phần này thầy đưa lên oxy sẽ là cái đơn chất phi kim đầu tiên mà kim loại có khả năng tác dụng. Thầy có thể nhận xét như thế này. Hầu hết các kim loại đều tham gia phản ứng với oxy và tạo thành sản phẩm là oxit. Hầu hết các kim loại đều tham gia phản ứng. Như vậy ở đây chúng ta lưu ý rằng nó sẽ có những ngoại lệ. Vậy thì những ngoại lệ của nó là các kim loại nào? Thông thường các ngoại lệ ở đây đó chính là các kim loại quý, ví dụ như là vàng, ký hiệu hóa học là Au này, platin, ký hiệu là Pt, bạc, ký hiệu là Ag. Đây hầu hết là các kim loại quý, chính vì thế nên khả năng phản ứng với oxy của nó sẽ rất là thấp và gần như là không có. Nên chúng ta chú ý này, không phải oxy phản ứng với tất cả các nguyên tố kim loại. Chúng ta phải nhớ điều này ở trong các cái câu trắc nghiệm hỏi về mệnh đề. Ví dụ như câu trắc nghiệm người ta đưa ra mệnh đề như sau: tất cả các nguyên tố kim loại đều có khả năng phản ứng được với oxy.